Vâng, xin chào tất cả mọi người xem. Đầu tiên Dũng xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người một ngày mới nhiều niềm vui và chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì Dũng rất là vui khi mà trên tay mình đã cầm được một gói cám mang chính tên và thương hiệu riêng của mình. Điều đầu tiên Dũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những người anh em đã giúp đỡ Dũng trong thời gian vừa qua để có được cái sản phẩm này. Và điều thứ hai thì Dũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những người anh em đã dành cho Dũng những lời động viên, những sự chia sẻ và bao nhiêu những cái khó khăn, bao nhiêu những cái nhọc nhằn thì Dũng đã cố gắng để mà vượt qua được. Dũng cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những người anh, những người chị, tất cả anh em nghệ nhân đã đặt hàng cũng như là đang ngóng chờ cái sản phẩm của Dũng được ra mắt. Đấy, thì trên tay Dũng đây, Dũng chia sẻ với tất cả mọi người. Đây là cái niềm vinh dự và tự hào của Dũng về cái sản phẩm của mình, với cái cốt cám cũng như là về cái điều gì mà Dũng dành bằng cái tâm của mình trong suốt những cái thời gian qua, khi mà Dũng đã được trải nghiệm chăm sóc những chú chim từ mọc bổi cho đến đấu giàn và những chú chim nghe hót, và từ cái kinh nghiệm đó và cũng như là được sự chắt lọc chỉ bảo của tất cả những người anh em nghệ nhân chơi chim lâu năm, đấy cũng trau dồi kiến thức, và tất cả những điều đó sẽ được hội tụ ở trong gói cám này. Có thể cái sản phẩm của Dũng nó rất tốt với những chú chim mà Dũng đã lựa chọn để chăm sóc, cũng như một số anh em cũng đang chăm sóc, thì đó là cái điều mà Dũng muốn chia sẻ với anh em. Còn có một lời khuyên duy nhất để gửi đến tất cả những người anh em ở trên mạng xã hội online cũng như là trên thị trường: nếu như anh em chúng ta đang chăm sóc một dòng cám nào, con chim đang ở phong độ, đang ở đỉnh cao, thì anh em có thể giữ nguyên cái sản phẩm đó để anh em chúng ta chăm sóc. Khi mà anh em chúng ta có một con chim mới hoặc cái sản phẩm đó nó không phù hợp với con chim của anh em, thì anh em có thể liên hệ với Dũng, ủng hộ cho Dũng. Đó là cái tình cảm, đúng không ạ? Hoặc anh em có thể sử dụng các cái sản phẩm khác theo như là cái tình cảm của anh em, niềm tin của anh em dành vào cái sản phẩm đó. Đấy, còn đối với Dũng thì thực sự ai cũng vậy, người bán hàng, người làm ra sản phẩm, tạo ra sản phẩm muốn mình bán được nhiều, đúng không ạ? Dũng thấu hiểu rằng tất cả những con chim trong tay anh em đang chăm sóc là những chú chim yêu quý. Dũng không màng vì cái lợi danh, vì bán được một cái sản phẩm mà có thể làm hại, làm hỏng đến chú chim yêu quý của anh em. Bản thân Dũng cũng là người đã bỏ từng ra rất là nhiều tiền mua những con chim chăm sóc. Đấy, Dũng thấu hiểu về cái điều đó và Dũng luôn luôn mong muốn rằng nếu anh em có con chim mới, có con chim mà anh em đang chăm sóc cái dòng sản phẩm nào đó mà nó không đạt, nó không ok được về lông, về lực, về sức khỏe. Đấy, thì anh em có thể liên hệ với Dũng để Dũng chia sẻ cho anh em. Đấy, Dũng biết sẽ có rất nhiều những người anh em là dành cái tình cảm cho Dũng. Đấy, muốn mua ủng hộ Dũng, đúng không ạ? Thế nhưng tình cảm đặt sang bên anh em nhé. Tất cả anh em chúng ta đến với nhau vì con chim. Con chim của anh em có khỏe thì Dũng mới vui, đúng không ạ? Nhìn anh em được cờ được giải Dũng cũng vui. Đặc biệt nếu mà chăm sóc được cái dòng cám của Dũng nữa thì Dũng lại vui gấp bội lần. Thế cho nên là Dũng cũng hy vọng rằng cái sản phẩm của mình nó sẽ có được chỗ đứng trên thị trường, nó sẽ mang lại được những cái điều tốt đẹp cho những chú chim của anh em chăm sóc. Và Dũng sẽ bán sản phẩm trên nền tảng mạng xã hội online đa chiều: YouTube, Facebook, TikTok. Đó là ba nền tảng chính, trang cá nhân với thương hiệu Dũng Cháy. Mọi người có thể search Google hai từ Dũng Cháy là sẽ ra mình. Trên ba nền tảng đó Dũng đã sale và tùy chỉnh làm sao cho hợp lý nhất để mọi người dễ tìm kiếm. Đấy, còn tất cả về cái giá trị, về cái công dụng, về cái công thức và về cái thành phần thì trên từng gói cám Dũng đã có in ở mặt phía sau hạn sử dụng, giá thành. Đấy, ở trên đây thì nói ra thì nó cũng rất là khó, bởi vì mỗi một cái nền tảng nó sẽ có một cái quy định riêng
Đấy, thế cho nên là đôi khi mình nói mà sai một xíu thôi là sẽ bị vi phạm về tiêu chuẩn cộng đồng. Rất mong anh em và mọi người hoan hỉ và thông cảm cho Dũng. Thành phần cám mát thì Dũng có đưa vào thành phần trong sản phẩm như sau. Đó là đậu nành, đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, xanh nòng, hạt sen, đậu phộng, ngô, yến mạch, gạo nứt, mè đen. Đó là những thành phần của ngũ cốc mọi người nhé. Và thành phần chủ yếu là protein, đó là lòng đỏ trứng, tôm, thịt, lươn, cào cào cốm, mật ong và phao dầu. Đó là các thành phần protein chủ yếu. Và thành phần rau củ đó là khoai tây, bí đỏ, cà rốt, đu đủ, cà chua, kỳ tử, gấc, củ dền, chuối, khóm, ớt chuông. Và các thành phần vitamin thiết yếu B12, vitamin A, vitamin D, vitamin D, E và kẽm, khoáng chất và men vi sinh. Thì trong tất cả các thành phần này là cũng đã được tính toán vừa đủ theo đúng công thức mà cho tất cả các chú chim mà anh em chúng ta chăm sóc và nuôi nhốt. Thế thì trên các cái sản phẩm mà Dũng bán ra thì Dũng cũng muốn chia sẻ với tất cả anh em và mọi người. Dũng không có ra mắt trên một cái tổ chức sự kiện hay một cái sự kiện nào về cám. Mỗi một người có một lối đi và một định hướng khác nhau. Dũng dành tất cả những cái điều đó vào sản phẩm cho anh em để có một mức giá tốt nhất. Cũng như dành tất cả những cái điều đó dành cho những người anh em nghệ nhân về cái sự chiết khấu cho anh em, rồi về chất lượng cho anh em, cũng như là về những cái gì tốt nhất để dành cho anh em. Đó là cái điều mà Dũng muốn mang lại cho tất cả khách hàng của mình, cho tất cả những người anh em nghệ nhân. Thì cái điều đó là điều Dũng muốn làm anh em nhé. Đấy. Và qua video này thì Dũng cũng muốn gửi đến tất cả anh em và mọi người, ai có nhu cầu đặt hàng, chúng ta có thể liên hệ trực tiếp với Dũng qua số điện thoại 0966 333 488. Và số này là Dũng cũng dùng Zalo, Facebook, YouTube. Dũng chỉ dùng một số điện thoại duy nhất, một nick Facebook duy nhất, một nick TikTok duy nhất. Đấy, rất mong được sự đón nhận của tất cả mọi người dành cho sản phẩm của Dũng. Và trị giá của gói cám là 100k trên một gói cám 2 nặng. Tất cả mọi thông tin chi tiết cũng như mọi vấn đề, mọi người hãy liên hệ lại cho Dũng theo số điện thoại về chăm sóc, rồi trải nghiệm tất cả mọi cái. Dũng sẽ trao đổi với anh em và dành cho anh em những điều gì tốt nhất mà Dũng biết trong quá trình chăm sóc mọi người nhé. Dũng xin kết thúc video và xin một lần nữa chúc cho tất cả anh em và mọi người sẽ có những niềm vui trong cuộc sống cũng như trong cuộc chơi, đặc biệt ở cuộc chơi với cái niềm đam mê này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở một video khác mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.